xin chào các bạn trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân mà tắc kè hoa lại thay đổi màu sắc nhé tắc kè hoa là một loài động vật bò sát sống ở trong các rừng cây như ở madagascar lục địa châu phi anatolia ấn độ nó thường chờ đợi lặng lẽ trên cành cây hai mắt đảo đi đảo lại theo các hướng khác nhau để quan sát khi côn trùng bay dần đến thì sẽ nhanh chóng vươn chiếc lưỡi dài mà phía đầu lưỡi phình to có thể tiết ra dịch dính để bắt côn trùng Lưỡi của chúng thường vươn dài từ 5 đến 30 cm, trong khi cơ thể chúng chỉ dài 12 cm. Loài tắc kè hoa lớn nhất được ghi nhận là 36 cm và cái lưỡi dài nhất mà các nhà nghiên cứu từng ghi nhận dài tới 60 cm. Nguyên nhân tắc kè hoa có tên gọi kỳ lạ này là bởi vì màu sắc cơ thể của chúng hay thay đổi. Vậy thì tại sao nó có thể đổi màu được nhỉ? Trong điều kiện nào thì nó đổi màu vậy? Có một sự thật mà rất nhiều người đã nhầm lẫn, tắc kè hoa thay đổi màu sắc của cơ thể không phải để ngụy trang. Trên thế giới có khoảng 160 loài tắc kè hoa khác nhau, chúng sống trong những môi trường khác nhau từ rừng rậm cho đến sa mạc và cả trên các vách đá dựng đứng, chúng cũng có nhiều màu sắc cơ bản khác nhau từ xanh, cam, đỏ, vàng. Những màu sắc cơ bản này của loài tắc kè hoa vốn dĩ đã giống với màu sắc của môi trường mà chúng sinh sống để giúp chúng ngụy trang. Chúng ta thường thấy những con tắc kè hoa di chuyển rất chậm chạp, tuy nhiên thực tế chúng có thể chạy với vận tốc lên đến 30 km/h do đó mà chúng không cần phải thay đổi màu sắc giúp ngụy trang để trốn tránh kẻ thù thay vào đó việc đổi màu sắc của cơ thể giúp chúng kiểm soát nhiệt độ và thể hiện cảm xúc của mình với những con tắc kè khác hoặc đe dọa kẻ thù tắc kè hoa là loài bò sát máu lạnh do đó mà chúng không thể điều chỉnh được nhiệt độ của cơ thể việc thay đổi các sắc tố trên da là một cách giúp chúng duy trì nhiệt độ cơ thể một con tắc kè hoa khi bị lạnh sẽ chuyển màu sắc trở nên tối hơn giúp hấp thụ nhiệt tốt hơn ngược lại nếu cơ thể chúng đang bị nóng da của chúng sẽ chuyển màu nhạt hơn giúp giảm sự hấp thụ nhiệt từ ánh mặt trời bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ tắc kè hoa còn sử dụng khả năng thay đổi màu sắc của mình để thể hiện cảm xúc hay đe dọa kẻ thù một con tắc kè hoa cảm thấy thoải mái sẽ có màu sắc nhạt hơn trong khi đó nếu phát hiện có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình nó sẽ đổi sang màu sắc đậm hơn như màu đỏ hoặc đen để đe dọa trong mùa giao phối, những con tắc kè hoa được sẽ thay những bộ áo có màu sắc sặc sỡ để thu hút bạn tình, còn những con tắc kè hoa cái cũng sử dụng màu sắc của cơ thể để báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng để giao phối. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao chúng lại có thể đổi màu được và điều khiển bằng cách nào? Lớp da ngoài cùng của tắc kè có màu trong suốt, ở dưới lớp da này là các tế bào sắc tố, chúng được chia thành từng lớp khác nhau, lớp sâu nhất chứa các sắc tố màu nâu giống da người. Trên lớp này là các tế bào sắc tố xanh, phản chiếu ánh sáng màu xanh và trắng. Lớp trên cùng là các tế bào sắc tố với màu vàng và màu đỏ. Thông thường các tế bào sắc tố này được giữ trong những chiếc túi nhỏ dưới da. Khi con tắc kè hoa thay đổi nhiệt độ cơ thể hoặc tâm trạng của chúng, hệ thống thần kinh của nó điều khiển việc mở hoặc đóng các túi chứa tế bào sắc tố này, khi được mở ra các tế bào sắc tố sẽ góp phần làm thay đổi màu sắc trên da của nó với mỗi loài tắc kè khác nhau chúng lại có những tế bào sắc tố khác nhau và nhờ vậy mà màu sắc của chúng rất đa dạng như vậy việc thay đổi màu sắc cơ thể của tắc kè hoa hoàn toàn không nhằm mục đích để ngụy trang bên cạnh đó chúng cũng không hề sử dụng thị giác để quan sát màu sắc xung quanh việc thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nhiệt độ và cảm xúc bên trong của con tắc kè video xin được dừng ở đây cảm ơn các bạn đã xem hết video thấy hay thì cho mình xin một subscribe để ủng hộ tinh thần làm các video tiếp theo nha